Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Đạt. Thì hôm nay là ngày 18 tháng 12 năm 2021. Chỉ còn vài tháng nữa thì Tết âm lịch đã đến rồi. Thì ngày hôm nay thì Đạt sẽ điểm qua tất cả những cái xe mà bên Đạt đang có sẵn để anh em có thể chọn cho mình một chiếc xe phù hợp nhất, ưng ý nhất để phục vụ gia đình vào dịp Tết này nha anh em. Ở đây thì Đạt đang có 3 chiếc Fortuner, một chiếc Mazda CX-5 2.5, một chiếc Innova Venturer với lại một chiếc Kia Sedona. Bây giờ mình sẽ tất cả những cái xe ở đây á thì Đạt đã quay rất là chi tiết cho anh em từng chiếc rồi. Thì hôm nay mình sẽ báo giá tổng hợp lại để anh em có thể cân đối tài chính và ghé tham khảo xe của bên Đạt ha. Hiện tại thì địa chỉ bãi xe của bên Đạt là 515 A207 Lê Văn Lương nha anh em, phường Tân Phong, quận 7. Đó, số điện thoại của Đạt là 0901226669. Tốt nhất thì trước khi mà anh em ghé qua cái bãi xe của mình đó, thì điện trước cho Đạt. Tại vì Đạt cũng hay đi ra ngoài mua xe á, cho nên là phải anh em điện trước cho Đạt để Đạt có ở đây thì tiếp anh em nó sẽ chu đáo hơn. Còn ví dụ anh em đến bất chợt thì nhiều khi cũng không có Đạt ở đây mà chỉ có mấy em nhân viên của Đạt thôi. Rồi, đây. Đầu tiên ở đây là chiếc Toyota Fortuner máy dầu đời 2016. Chiếc xe này rất là đẹp nha anh em. Đây, cho anh mượn cái camera anh quay ha, cho mọi người coi cho kỹ. Đây là chiếc Toyota Fortuner máy dầu đời 2016. Xe đi đúng 73.000 km nha anh em, tức là 7.3 chuẩn. Đây, Đạt sẽ mở lên cho anh em coi ha. 73.194 cây, bao đúng ô đô chuẩn ha. Đây, xe đã được trang bị sẵn màn hình Android nha, màn hình Android này tốc độ cao luôn anh em. Đó, rất là mượt mà nha. Màn hình Android này, coi có thể coi YouTube được luôn nè. Đó, coi YouTube tốc độ rất là mạnh, có cả sim 3G các cái trong này luôn. Đây, anh em thấy nó lót veo 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 veo. Rồi, camera hành trình Vietmap quay trước sau. Đây, anh em nhìn cần số này. Đó. Và đặc biệt xe này được trang bị cái bộ ghế da rất đẹp luôn, rất nhiều tiền. Đây. Ơi, mở giúp giùm anh cái nắp capo. Đây anh em, xe này thì Đạt đã có quay chi tiết cho anh em rồi ha. Đây, anh em nhìn kỹ lại nè, bộ ghế da bọc cực kỳ là đẹp, cực kỳ là xịn sò nha anh em. Rồi, chiếc xe này thì mình đang chào bán với mức giá là 798 triệu nha anh em. 798 triệu cho một chiếc Toyota Fortuner máy dầu đời 2016 nha. Xe rất đẹp luôn. Đây là cái phần động cơ. Đây, máy này là mình để mộc mạc, chưa có rửa ráy gì hết nha. Đó, xe đây là miễn bàn, anh em tới coi cam kết hài lòng nha. Tất cả các xe bên Đạt bán thì cam kết về chất lượng rồi. Anh em nào theo dõi kênh YouTube Đạt nhiều thì chắc cũng biết. Rồi, đây là một chiếc xe làm mưa làm gió trên YouTube mấy ngày hôm nay, lượt view rất là cao. Đó, chiếc Toyota Fortuner máy dầu đời 2015, đi đúng 25.000 cây nha. Đây, vỏ zin theo xe này mà nó cao như thế này, để quay cái đách vỏ cho anh em coi. Đây, đách vỏ đây anh em, 43-15, đi đúng 25.000 cây nha anh em. Đó, xe thì miễn bàn. Đây, đi đúng 25.000 cây chuẩn. Đây, vô quay vô lăng, cần số. Đây, quay ô đô cho anh em coi. Đúng 25.099 km. Đó, đây, anh em nhìn nội thất nè. Đó, thấy không? Xe này đang làm mưa làm gió trên YouTube. Mình bán bằng với giá xe Fortuner máy dầu đời 2016, chiếc này là tháng 12 2015. Đó, anh em nhìn cần số này, nhìn vô lăng, tất cả mọi thứ. Này, để đứa em nó mở cái nắp capo lên mình quay cho anh em coi nha. Xe này thì mới quá sức tưởng tượng. mới quá là mới luôn. Anh em nhìn động cơ này nó mới kinh khủng luôn á. Anh em nhìn cái tem máy ở đây này, thấy chưa? Đó, rồi anh em hiểu, chiếc xe này là mình mới post clip lên cách đây ngày. Đây, rất nhiều anh em hỏi nha. Rất nhiều anh em hỏi, chiếc xe này chắc cũng bay nhanh thôi. Đây, vỏ zin này, toàn bộ là vỏ zin theo xe mà nó cao nghèo nghèo như thế này này. Đây, số series vỏ này anh em. Đó, 43-15. Thấy không? Đó. Cả hai chiếc Fortuner 2016 này thì nhiều đồ chơi hơn, đời cao hơn, bán cũng 698 triệu. Chiếc Fortuner này đời thấp hơn, tuy nhiên là xe cọp, xe dữ đi ít hơn. Đó, cho nên là cũng bán đồng giá 698 triệu. Ở đây thì mình có Fortuner xăng nha. Cái này là Fortuner xăng 2 cầu. À, 2 cầu máy xăng đời 2011. Đây cũng là một chiếc xe cọp nha anh em.
Đó, đây anh em nhìn nội thất. Nội thất xe này là quá ư là đẹp nha. Quá đẹp luôn. Đó, rất là nguyên bản. Đó, anh em nhìn bộ ghế da zin này. Thấy chưa? Bộ ghế da zin này, ghế điện này. Đó, hai cầu nha anh em, hai cầu. Đó, xe này cũng mới chỉ đi có 53.000 km nha anh em. 53.000 km, 5.3 chuẩn nha. Đó, ba chiếc Fortuner này là bao đúng ô đô nha anh em. Đó, size ô đô là tặng xe đó nha anh em. Đó, anh em nhìn này. Chiếc Fortuner đời 2011 này. Đây, nó vẫn còn cái vỏ zin đây này. Đây, anh em nhìn số series vỏ này. Đó, ba vỏ còn lại là thay hết rồi nha anh em. Đó, anh em nhìn kỹ. Đây, cái phần nội thất quá sức đẹp. Anh em nhìn đi. Thấy không? Đó. Rồi, để mình mở cái máy lên cho anh em coi. Này, Fortuner máy dầu, máy xăng, xin lỗi anh em, máy xăng đời 2011. Đó, xe này nổ êm lắm luôn á. Đây. Đó, mình không muốn nổ máy tại vì nổ máy nó hơi nóng, nó tỏa lên cái camera nó đứng. Đây, anh em nhìn kỹ nha, Fortuner máy xăng đời 2011, máy mới luôn. Rồi, đây là chiếc Mazda CX-5 phiên bản 2.5. Đó, phiên bản 2.5, 10 loa Bose. À, đây là cái mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc Mazda CX-5 này, cho anh em nào không có biết về xe này. Đó. Thì bữa qua đứa em nó lấy đi về, xe này chạy sướng lắm. À, nó đút cái đầu vô trong này luôn. Quay cái đầu vô trong này. Xe này thì đi 5 vạn nha anh em. Đó, 54.000 km. Anh em nhìn kỹ, rất là đẹp luôn. Ha, Mazda CX-5 này. Hai ghế điện nha anh em. Hai ghế điện, nhớ ghế hai vị trí này. Bản này là bản 2.5 nha. Đó, iActiv Sensi này. Đây, mình sẽ mở cái máy lên. Đây, đưa em nó đang phụ quay. Đây, cái máy thì quá là mới luôn rồi. Đó, mới tinh tươm luôn. Anh em nhìn kỹ ha. Rất là mới nha. Cái động cơ này. Động cơ SkyActiv 2.5 cho công suất 188 mã lực. Đó, rất là đẹp. Thấy không? Rất là đẹp, rất mới luôn. Rồi. À, kế đến mình có một chiếc xe ở bên này rất là thực dụng luôn anh em. Chiếc Innova Venturer. Innova Venturer là dòng cao cấp của Innova nha. Đây. Đó, xe này bán rất là rẻ luôn anh em. Có 670 triệu thôi. 670 triệu mà anh em lấy được một con Innova cao cấp như thế này. Bản full như thế này. Anh em nhìn này, cái đèn LED trần này. Nội thất da rất là sạch sẽ luôn ha. Đó. Dòng Venturer thì anh em thấy nó có cái vô lăng ốp gỗ này, vô lăng bọc da này, nó có 7 túi khí, cân bằng điện tử, màn hình các cái rất là đẹp. Xe này thì Đạt cũng quay rất là nhiều rồi. À, xe đi 6 vạn nha anh em. Đây. Đó, xe rất là mới luôn. Nha. Innova Venturer, đó, số tự động ha. Xe này thì rất là rộng rãi, thực dụng. Anh em nào mua đi gia đình thì bao luôn, rất là bền ha. Đây anh em nhìn cái máy nó mới, mới lắm. Anh em nhìn từng kỹ chi tiết. Máy xe này thì anh em mua đi hoàn toàn yên tâm nha. Đó, mình cũng bao với anh em tất cả các thể loại. Đó, sở dĩ mình muốn làm xe đời cao thôi, tại vì là cái chất lượng khách hàng người ta mua nó xứng đáng đồng tiền. Còn xe đời thấp thì nhiều lúc nó hư lặt vặt á, khách hàng không có hiểu rồi trách đủ điều hết, mình không có thích. Rồi, kế bên tình yêu mãi mãi của Đạt, Kia Sedona nha anh em. Kia Sedona phiên bản máy dầu, bản full nha, sơn màu trắng rất là đẹp nha anh em. Đây, Kia Sedona nịnh khách chưa, mới mở ra là cửa trượt lên rồi. Đấy, đó, cửa điện. Đó, anh em nhìn hai cửa chỗ trời. Đó, thấy không, nội thất bên trong thì cực kỳ rộng rãi, phiên bản máy dầu nha. Đó, rồi, chiếc Kia Sedona này Đạt đang bán với giá 900. Kia Sedona này đang bán với giá 945 triệu. Tuy nhiên thương lượng mạnh, fix mạnh, thu hồi vốn là bán cho anh em thôi. Innova Venturer, Mazda CX-5, 3 chiếc Fortuner. Đó, thông tin chi tiết thì anh em điện cho Đạt nha, 0901 22 66 69. Chúc anh em cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. À, năm hết Tết tới rồi, anh em cũng cần một chiếc xe để phục vụ đi gia đình cho nó an toàn hơn các cái phương tiện công cộng khác nha anh em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em nha. Anh em vào kênh YouTube Đạt Channel như thế này nhé. Anh em search chữ Đạt Channel. Sau đó anh em nhấn vào nút đăng ký kênh. Và anh em nhấn cái nút chuông.
À, có cái biểu tượng mà rung chuông đây nè. Đó, thì cái kênh YouTube của Đạt là cái kênh mà cập nhật nhanh nhất, rõ ràng nhất tất cả các xe mới về của bên Đạt ha. Có nhiều anh em gọi điện khi mà xe đã bán rồi thì rất là tiếc nha. Cho nên là anh em nhớ vào kênh YouTube Đạt Channel, bấm nút đăng ký kênh và nhấn cái nút chuông cái bên này để cập nhật nhanh nhất tất cả các xe mà bên Đạt về nhé anh em.